Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Mô của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào các bạn. Rồi, hôm nay mình làm cái video này các bạn, bởi vì có thông tin rất là vui mừng các bạn. Và thông tin này đã được cập nhật trên rất rất là nhiều các nhóm bi trên Facebook nha các bạn nha. Đó chính là giá bi sẽ chính thức được công bố là 314 đô một bi các bạn rất là hấp dẫn Tuy nhiên đây chưa phải là chính thức à, thông tin chính thức từ bico tim Tuy nhiên là chúng ta cũng nên tham khảo và mình nghĩ là giá cũng phải là chính xác đến 90 phần trăm các bạn không có ít đâu thì để xem được thông tin này các bạn hãy đi vào Twitter nha đi vào Twitter các bạn ha cho các bạn thấy cái nguồn cho đây các bạn Nó là mình nói vừa À, thì khi mà vào Twitter nếu các bạn có theo dõi nhiều Các bạn sẽ thấy là dạo này là trên các mạng xã hội á, Nháo nhào là bi bằng 314 đô các bạn à. Rất là nhiều người nháo nhào à, Chẳng hạn như ở đây thì cũng có nè 314 đô hay là 3.140 đô đó. Rồi Thì để xem chính thức thì các bạn hãy đi vào cái sợt nè Sau so đó các bạn tìm giúp mình cái hình gọi là A cộng nè b coin bitcoin các bạn chứ không phải bitcoin hao à, bitcoin rồi uh, d phi đó ra cái này các bạn ha bằng lít vô đây rồi các bạn kéo xuống nè trên cái trang này cũng có rất là nhiều thông tin hay các bạn đây này uh, được đăng cách đây một ngày các bạn rồi chúng ta bấm vào dịch twitter nè tin tốt kết quả của cuộc họp về giá trị của bi trong mạng chính đã đóng ngày 15 tháng 1 đã ra giá trị tức là cái này mạng mạng đóng các bạn nha giá của mạng đóng á đó. tức là hiện bây giờ các bạn giá mạng kính mà ở trên là lâu manet mà cho nên là giá của mạng chính đó các bạn mạng mạng đóng á đó. mạng kính á ngày 15 tháng 1 đã có đã ra Giá trị thống nhất trên tất cả các nền tảng giao dịch là 314 đô trên một bi các bạn nha. Khủng khiếp chưa? Đang chờ thông báo chính thức. Đó, cái câu đang là đang chờ thông báo chính thức thôi. Có nghĩa là chúng ta chờ thông báo chính thức của các bạn. Nhưng thực tế thông tin này có rồi. Ha. À, thì đương nhiên rồi. Cái gì cũng vậy, các bạn nên tham khảo chứ bây giờ các bạn nói là phải chờ Bigotim mới tin thì đương nhiên bây giờ các bạn xem trước tham khảo đi. Ha? À, và chuẩn bị thật kỹ các giấy tờ để cai xe nha để mà chúng ta đừng bỏ lỡ bất kỳ một pi nào các bạn 314 đô pi nha các bạn sẽ chờ thông báo chính thức nha nên nhớ điều đó rồi thì hy vọng cái thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn hơn nữa trong việc đầu bi để các bạn tích cực bật tia xét lên còn ai chưa đầu bi hãy vào mô tả video, video của mình á xem cách đăng ký để các bạn video hướng dẫn có video hướng dẫn và mã giới thiệu của mình là Picasso trên màn hình nha các bạn nha. Rồi nếu mà các bạn đồng ý và vui mừng, xin hãy bình luận dưới video và các bạn nào có thông tin hoặc là có những cái à, à, gì đó cần hỏi cũng có thể bình luận video để mình giải đáp các bạn nha. Còn cái việc hôm qua mình làm cái cái video về Picasso á, các bạn nói là mình làm như vậy là đặt cái tựa đề như vậy là, là giật tích không có đâu các bạn. Mình đặt như vậy để các bạn thấy các bạn mới vào xem thì các bạn thấy biết rằng bi mon không có lừa đảo các bạn nha và các bạn nói là thì bây giờ à, liên kết à, đến khi mà mua thử à, mua thử à, bi à, test thử à, thì mới sinh à, ra cái cái à, mới điện 24 cụm từ cái đó đâu phải các bạn cái đó đâu phải đâu Ví dụ giờ các bạn mua hàng đi các bạn mua hàng ở trên thế giới đi động đi rồi các bạn mua cái điện thoại đúng không? sau đó thì các bạn thanh toán online đúng không? thì khi các bạn thanh toán online á, thì nó sẽ sẽ có rất là nhiều mục. chẳng hạn các bạn chọn Momo đi, các bạn chọn Momo thì nó sẽ chuyển sang cái app Momo đúng không? khi mà các bạn bấm thanh toán cái thì nó chuyển ra rất là nhiều mục, thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng atm, uh, thanh toán bằng Momo. ví dụ các bạn chọn thanh toán bằng Momo thì nó sẽ lập tức nó sẽ chuyển các bạn bấm tiếp một cái là lập tức cái đó nó sẽ chuyển bạn đến app Momo thì sau đó các bạn điền mật khẩu vô cái app Momo các bạn đăng nhập Momo các bạn thanh toán đúng không thì nó cũng giống như vậy thôi bi trên mô nó cũng giống như vậy khi các bạn trả bằng bi thì lập tức nó sẽ chuyển các bạn đến cái ví được chưa nó chuyển đến cái ví thì các bạn điền cái mật khẩu vô cái ví chứ không phải là liên kết cho nên là các bạn nhiều khi các bạn không có hiểu được các bạn nói nó không đúng chừng nào các bạn thử dùng cái ví trade wallet các bạn mà liên kết với lại cái sàn bank swap đi các bạn sẽ hiểu cái đó nó là nguy hiểm chẳng hạn ví dụ các bạn cái sàn ban swap á mà nó lừa đảo á các bạn liên kết ví là rút hết mà các bạn thử dùng trade của á cái ví trade của các bạn liên kết thử cái ví uh, Banker swap đi thì các bạn sẽ hiểu được cái liên kết đó là nguy hiểm còn cái này nó chuyển đến cái app app uh, tức là chuyển đến cái ví á, thì nó không có không có liên quan hay tới trên mô đâu các bạn nha không biết nói sao cho các bạn hiểu mình nghĩ là các bạn có kiến thức sơ thì các bạn sẽ hiểu ngay còn các bạn nào không có kiến thức thì bỏ tay nói vậy vậy là bỏ tay đó ha chỉ có những người nào mà có kiến thức có làm rồi thì sẽ hiểu ngay còn những người nào mà không có làm thì sẽ không hiểu nha cho nên là 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 còn các bạn nào mà sợ quá thì thôi khỏi liên kết các bạn khỏi liên kết với b trên đi ha nó dễ nhất là khỏi liên kết với trên mon để nguyên vậy đó để về dành bi để dành luôn đi chừng nào mà đổi tiền phí được thì đổi còn nếu đổi không được thì cất luôn đi không có mua hàng được đâu rồi thì À, nhớ cho mình một like trên video nha các bạn nha thì mình giải thích mình giải thích thêm về bí chinh môn như vậy thôi hy vọng là thông tin này sẽ là hữu ích và sẽ tạo động lực hơn nữa trong việc các bạn à, uh, nha đầu b nha rồi à, nhớ đăng ký kênh youtube của mình sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha các bạn rồi chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại